có những mâu thuẫn bắt nguồn từ tính cách. Trời ơi, sao anh cổ hủ quá à, đám cưới bây giờ mình đi bộ. Người ta nói đi cũng đi theo, đúng là biểu hiện của sự lương lẹo. Có những xung khắc tưởng chừng như không thể hóa giải. Chưa thấy ai mà khó khăn giống như má chồng con luôn á. Sao bệnh? Có những niềm vui xuất phát từ sự giản đơn. Cũng thương tí nhiều lắm. Và có những hạnh phúc chợt đến bất ngờ. Cho dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì tình người vẫn luôn tỏa sáng. Với sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội được yêu thích nhất: Hoài Linh, Thanh Hằng, Hoàng Sơn, Phi Phụng, Thanh Tùng, Phương Dung, cùng dàn diễn viên tài năng Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Thanh Duy, Kha Ly, Linh Tý, Lê Bê La, Bích Trâm. Xui già khắc khổ hứa hẹn mang đến chục quý khán giả những khoảnh khắc thư giãn thú vị trong mùa Tết 2021. Phim sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy, bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 2021 trên sóng truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.